Rồi dưới gốc nữa con, ở dưới gốc nữa đó, đó. Chăm sóc cây đi. Rồi con chuyển sang phía bên này xem nào. Bên này là còn này. Đấy cái chỗ kia này. Ừ đấy. Chỗ đấy còn khô đấy. Chỗ nào có khô thì con xịt vào. Rồi được chưa con? Để đi ngủ trưa đi con. Chị... Không. Khi nó được rồi thì thôi con. Chiều mẹ này cho con tưới nữa. Nhưng mà bây giờ nó ướt rồi. Mẹ thấy thế là được rồi đấy. Đủ xương rồi đó. Tôi không xịt thêm một tí nữa không mẹ. Tôi không xịt xíu nữa thôi. Nhanh lên. Lâu quá. Tôi xịt tối anh chỉ một lớp chúng tôi đến được. Chúng tôi rồi chỗ này này da khắn này mà thấy chỗ này vẫn còn khô này sao con không tưới đấy cái chùm đấy em chúa khác thì em phải lưới lấy kết quả là con tua là nghe quả lại nè quả lại gồm hai anh em chăm sóc cây giỏi thế nhỉ? À, ướt hả? Rồi đúng rồi, lau cho mẹ luôn. Chỗ nào mà thấy nhiều nước xuống là lau. Rồi. Thôi mẹ thấy cái cây bắt đầu nó ướt hết rồi đấy con. Ướt rồi đấy, đủ xương rồi đấy. Tôi lấy hết cái đá. Để tôi hết xong. Hai một, con món. Ôi. Thôi kết thúc nha.